Ở tập trước, 5 em bé đã có những pha xử lý tình huống với người lạ ngoài sức mong đợi của các bậc phụ huynh. Thật ấn tượng, hài hước và có cả những giọt nước mắt hoang mang, lo lắng. Thông qua đó, mỗi cô cậu bé cũng đã bật rõ hơn tính cách riêng biệt của mình. Mạnh mẽ vượt qua hay e dè lo sợ. Và cũng chính điều đó đã giúp ba mẹ rút ra nhiều bài học kinh nghiệm trong chặng hành trình nuôi dạy các con sắp tới. Và cũng trong tập trước đã diễn ra buổi gặp mặt đầu tiên đầy thú vị của cả năm gia đình. Một lớp học mới toan xuất hiện, lúc đầu có phần hơi hỗn loạn, nhưng dần về sau khi các bé đã được làm quen với nhau thì dường như đấy chính là lớp học khởi đầu cho những tình bạn gắn kết đẹp đẽ. Trong tập này, tiếp tục chặng hành trình, thử thách sẽ càng ngày càng gây cấn hơn. Đương đua hợp sức, nơi chỉ có sự đoàn kết, hiểu ý và yêu thương mới có thể chinh phục được. Các em bé sẽ phối hợp như thế nào với ba mẹ mình để vượt qua thử thách và đến với buổi chụp hình bất ổn? Liệu rằng nó có thật sự bất ổn như cái tên này không đây? Tập 3. Cả nhà mình cùng hợp sức. Và bây giờ là năm gia đình của chúng ta đã tề tụ tại đây sau thử thách đầu tiên của chương trình Thử thách lớn khôn. Corbin, con đỡ sợ chưa? Con đỡ sợ rồi. Con có vui không? Con vui ha. Corbin là một em bé, những cái người lạ lần đầu tiên gặp á thì em hơi e dè, nhưng mà một xíu khi mà em đã quen rồi á thì em sẽ rất là thích chơi chung. Hy vọng là sau chương trình này mọi người quen biết nhau, chắc là một cái hành trình rất là đẹp mà chắc là không bao giờ quên được đâu. Cảm ơn gia đình. Còn Queenie với mẹ Vân Trang, ba Hữu Quân. Con vui quá là vui luôn. Lúc mà đi trên đường đi là con vui không chờ nổi. Không đợi nổi không luôn chờ hả? Nổi luôn hả? Con vui lắm cô chú ơi. Nói chung gia đình cũng vui lây. Nè, hôm nay con có vui không? Bây giờ thử thách tiếp theo của chúng ta cũng rất đơn giản thôi. Thử thách có tên là màn hô tên chấn động. Bây giờ là mỗi gia đình của chúng ta sẽ suy nghĩ đến những cái ý tưởng nào để mà giới thiệu gia đình của mình một cách ấn tượng nhất mà chấn động nhất. Trong trường. Đâu sau đó mình bước lên vị trí trung tâm, mình sẽ hô tên gia đình của mình, thể hiện làm sao để mà thấy được cái sự mà đoàn kết, bắt đầu của bị chi ai dữ dội của gia đình mình ha. Sau đó thì chúng ta sẽ có thành phần ban giám khảo chấm điểm cho gia đình của mình bằng cách dán sticker. Thành phần ban giám khảo xin được giới thiệu cũng là những cái thành viên rất là cộm cán, rất là dữ dằn và lâu năm trong nghề ạ. Đó chính là ekip của thử thách lớn khôn mùa 2 ạ. Mà mọi người vỗ tay cái cho chúng ta thấy uy lực. Bản bình chọn của chúng ta, bây giờ các gia đình mình đã sẵn sàng chưa ạ? Dạ chưa ạ. Ôi trời, dạ. Cần bao lâu nữa ạ? Dạ cần chú MC thử ạ. Phải làm gương. Dạ, ví dụ mà mình giới thiệu sao cho chấn động mà. Dạ đúng rồi, chấn động nha chú ạ. Dạ, ví dụ bước lên nè. Quán Trung cần vũa. Okay. Dạ ví dụ thôi, chứ quê em ở thành phố Hồ Chí Minh nè. Con vỗ tay chứ. Bona vỗ tay. Sao con sợ chú hả? Không, Bona vỗ tay thấy chú hay quá. Cảm ơn Bona. Khi mà anh Quang Trung hay nói chuyện với cả bé Bona ấy, Bona chỉ hiểu được những cái từ mà nó đơn giản thôi. Có những cái từ mà nó khó quá, phức tạp quá thì bé sẽ không hiểu gì cả. Cho nên là bé sẽ không phản ứng lại được những gì mà anh Quang Trung nói. Bây giờ gia đình nào mình sẵn sàng rồi thì mình sẽ bước lên mình thi trước luôn nha. Có gia đình nào xung phong không ta? Xung phong luôn không con? Xung phong không? Từ. You do first. Ok, we do. À dạ rồi, mời gia đình của ba David, mẹ Lan Phương với lại Lina. Yay! Một tràng pháo tay cho gia đình nè. Vỗ tay nha Lina. Con thích chơi với bạn Lina nhất. Yay! Con thích em xa, bạn Lina cũng thích em xa luôn. Hai bạn đều thích em xa. Của David, Phương và Lina. Tên của chúng tôi là 1, 2, 3 Lina.
trong đầu nói nhưng mà bạn ấy không muốn thể hiện ra ngoài. Tham gia bằng nội tâm phải không ạ? Dạ rồi, cảm ơn gia đình Lina, xin một tràng pháo tay ạ. Chú thấy cô Bin đang hào hứng quá nè. Bây giờ chú mời gia đình cô Bin lên luôn nha. Gia đình mình ra, nắm tay ba nè. Ok, ok, đây, đây con cô Bin đây. Ok. Cô Bin, cô Bin, cô Bin, cô Bin. 1, 2, 3. Gia đình Bin thành con chim ơn. Hay quá, bá dễ thương luôn. Bin nó rất là thích mình làm trò. Giống như mỗi lần mình nói xíu ấy mùa hè là tự nhiên cười, hay là nói gì cũng cười hết. Lúc mà mẹ nói là gia đình Corbin, xong rồi mình nói thành phố Hồ Chí Minh, xong rồi cái ảnh cười, cái ảnh thấy cái đó nó vui. À, một tràng pháo tay cho gia đình Corbin nha. Cảm ơn con. Đi vào con. Tiếp theo là gia đình Ba Quốc Nghiệp, mẹ Ngọc Mai với lại Hùng Tâm. Hùng Tâm, Hùng Tâm, Hùng Tâm, Hùng Tâm, Hùng Tâm, Hùng Tâm. Gia đình của chúng ta là gia đình 911. Ồ, coi con nhìn nè. 1, 2, up. 1, 2, up. 1, 2, up. Thực sự ra thì cái khẩu hiệu đó thì đã xuất hiện từ rất là lâu của gia đình rồi. Gia đình dính một cục là đi đâu cũng dính với nhau. Cho nên là cái phần mà tạo ấn tượng đó, thì đó cũng giống như là một món quà của Quốc Nghiệp và Hùng Tâm tặng cho tất cả mọi người thôi, chứ không phải là muốn làm một cái ấn tượng gì hay là làm một cái điều gì đó đặc biệt mà cho mọi người để mà lấy cái phần thắng hay là lấy điểm gì hết. Một tràng pháo tay thật lớn cho Hùng Tâm nè. Wow. Mẹ Vân Trang, Ba Hữu Quân với Queenie có thấy hơi e dè, lo sợ không? Không có sợ không? Rồi, mời gia đình Queenie ạ. Ok, go. Gia đình Queenie. Một cú soạt ngang chấn động luôn à. Chấn động, tôi thích lớn khôn mùa 2 quá. Cảm ơn gia đình Finny. Bây giờ là gia đình em bé Út của nhà mình ngày hôm nay. Mời gia đình Pona. Chào mọi người. Pona, 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 Pona. 2, 3. Gia đình nhỏ nhỏ, điệu điệu, diệu diệu, em em. Dễ thương quá. Cái mặt mắc cỡ vậy. Thơm miệng, thơm miệng. Một tràng pháo tay cho gia đình Bona. Party. Năm phần giới thiệu, năm phần rất là chấn động luôn. Mà thiệt sự nếu mà Quang Trung chấm thì Quang Trung không biết phải chọn lựa gia đình nào cả. Rất may mắn là phần này Quang Trung không chấm à. Bây giờ xin mời hội đồng ban giám khảo của chúng ta hãy cùng tiến lên bảng bình chọn để dán sticker vào gia đình nào mà bạn thấy ấn tượng ạ. Xin mời hội đồng ban giám khảo. Thôi em vote luôn. Gia đình Hùng Tâm. Với những màn hô tên đầy chấn động, liệu biệt đội áo đen này sẽ chọn ra đội nào chiến thắng đây ta? Thử thách lớn không? Vậy là mình đã có kết quả rồi. Mình sẽ cùng điểm sơ qua kết quả. Gia đình bé Bona có 5 sticker.
À, chúc mừng Bona. Gia đình Lina có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sticker. Trời ơi, sao nhiều vậy? Mừng gia đình Lina. Gia đình Hùng Tâm có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sticker. Chúc mừng gia đình bé Hùng Tâm. Gia đình bé Corbin có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sticker. Chúc mừng gia đình bé Corbin. Và cuối cùng là gia đình Queenie có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sticker. Chúc mừng gia đình Queenie. Vậy là kết quả chiến thắng trong thử thách hô tên chấn động lần này là gia đình Lina. Chúc mừng gia đình Lina. Chúc mừng Lina. Phương rất là bất ngờ vì Phương không nghĩ là tại sao mình lại gia đình mình lại được nhiều lựa chọn nhất. Vì là gia đình cũng không có sự chuẩn bị nào, cũng không có một tính toán nào, chỉ đơn giản là nói những cái gì đơn giản nhất để cho anh David có thể theo được, thì đơn giản chỉ là Lina. Nhưng mà không ngờ là mọi người lại thích và lại bình chọn. Phương rất là vui. Lina, 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 Lina. Và gia đình chiến thắng ngày hôm nay là gia đình Lina sẽ có một lợi thế, chính là sự sắp xếp thứ tự thi trong thử thách tiếp theo. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thử thách tiếp theo của Thử thách lớn khôn. Chuyên gia tới đây. Trong phần thử thách hô tên, khi mà các gia đình cùng nhau làm việc, có cả ba, có cả mẹ và có cả con, thì chúng ta sẽ nhìn thấy đó giống như là một cái đội hình, một cái teamwork. Và từ đó thì chúng ta có thể thấy rất là rõ ràng những cái nét tính cách đặc trưng riêng nè, cái màu sắc nè, cũng như là cả nét tính cách của ba mẹ ở trong gia đình nữa. Cái nét đặc trưng tính cách của ba mẹ như thế nào thì nó cũng sẽ được thể hiện đâu đó qua cái nét đặc trưng tính cách của con. Và cái phần thử thách hô tên nó giống như là một cái phần khởi động để giúp cho cả nhà cùng tăng tốc để bước vào các phần thử thách tiếp theo. Hô tên chấn động, một thử thách tuy đơn giản nhưng có thể cho chúng ta thấy rõ các màu sắc riêng biệt đặc trưng của từng gia đình. Và trong năm em bé thì cô bé Lina của mẹ Lan Phương có phần còn hơi e dè một chút. Chắc có lẽ vì vậy mà ekip chương trình muốn khích lệ tinh thần và giúp cho Lina nhập cuộc chơi tự tin hơn, nên đã ưu ái giành chiến thắng cho Lina. Hy vọng sau chiến thắng ở phần hô tên này, Lina sẽ trở nên tự tin nhiều hơn đấy nhé. Chào mừng tất cả quý vị khán giả đã cùng quay trở lại với Thử thách lớn khôn. Và ngay hiện tại chúng ta đã cùng đến với thử thách gia đình hợp sức. Ngay tại thử thách này chúng ta sẽ có 3 lượt, lần lượt là lượt của bố, lượt của mẹ và lượt của con. Mỗi thành viên trong gia đình sẽ phải đoàn kết và hợp tác rất ăn ý với nhau để có thể đem lại chiến thắng cho đội của mình nha. Để hỏi thăm chị là với cái quyền ưu tiên của thử thách trước mà gia đình mình thắng đó, thì chị sẽ sắp xếp thứ tự thi trong lượt này như thế nào ạ? Phương nghĩ là thứ tự thi nên là bắt đầu để cho các bạn nhỏ chơi. Dạ. Để các bạn nhỏ sẽ nhẹ nhàng hơn. Dạ. Sau đó thì là ba bạn sẽ lớn hơn, là bạn Lina với lại Queenie với lại bạn Hùng Tâm chơi với nhau. Dạ rồi, em thấy cũng hợp lý luôn. Hai lượt thi được thiết kế khác nhau để phù hợp với độ tuổi của từng bé. Ở lượt đầu tiên dành cho hai bé nhỏ nhất trong chương trình là Corbin và Bona. Các ông bố ở chặng đầu tiên dùng nón bảo hiểm đã có dán keo, dùng đầu của mình điều khiển nón bảo hiểm làm sao để bắt dính những quả bóng. Sau đó các ông bố sẽ di chuyển zig zag để mà vượt qua chướng ngại vật. Lúc này mẹ sẽ dùng tay để gỡ những quả bóng trên nón bảo hiểm của bố bỏ vào trong rổ, sau đó bịt mắt lại, tiếp tục nghe theo lời hướng dẫn của bố để mà vượt chướng ngại vật đến chỗ của con. Sau đó mẹ thả những quả bóng vào trong chiếc phao của chúng ta ở đây. Em bé của chúng ta sẽ phải lựa ra những quả bóng nào có cùng màu với lại đội của mình, bỏ lại vào rổ của mẹ. Nếu bạn nào hoàn thành được 5 quả bóng đầu tiên sẽ là đội chiến thắng. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng mời hai gia đình Corbin và gia đình của Bona sẽ cùng thi đấu trước nha. Rồi, mời tụi con vào vị trí. Yay! Chương trình nó tạo ra một cái trò chơi á, mà đúng vào những cái sở thích của Corbin á, cho nên là Corbin hợp tác khá là vui vẻ. Với anh thích ba mẹ làm trò lắm, cho nên thấy kiểu đội nó ịnh xuống rồi chạy rồi ổng cái anh cười anh khoái lắm. Ba đem bóng cho mẹ, xong rồi mẹ đem bóng bỏ vô trong hồ cá, xong rồi con cầm những cái quả bóng màu cam bỏ vô rổ cho mẹ, đồng ý không? Yeah, vậy con xuống đây đứng nha. Đợi một xíu, chưa có, chưa đi. Có đợi xíu. Đi vô đợi mẹ giống, nha. Giống cô Bin kìa, giống cô Bin. Đi giống anh cô Bin kìa. Đi học đi đi đi. À. Anh cô Bin kìa, anh cô Bin kìa. Ngồi xuống luôn, ngồi xuống, con ngồi xuống với chú nha. Ở đây với chú ha. À.
Rồi chờ ba mẹ nha, chờ ba mẹ. Đợi mẹ đem nha. Bóng về nha. À, em bé cầm tầm cái tuổi này nếu mà ăn không ngon ngủ không yên á thì rất là quấy. Rất là quấy, mới ngủ dậy nữa sẽ rất là khó chịu. Nhưng mà mình cũng thật sự muốn tham gia cái chương trình này để bé có thể trải nghiệm, cho nên mình cũng cố gắng cho bé đi ra một cái khuôn khổ của chương trình. Nhưng mà có vẻ là bé chưa kịp thích ứng. Chưa kịp thích ứng bởi vì hôm nay mới cái ngày đầu tiên mà. Thì đó, hy vọng là những ngày sau thì sẽ tốt hơn. Và thử thách gia đình hợp sức ở lượt đầu tiên của gia đình Corbin và gia đình Mona xin được phép bắt đầu. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Ba ơi, cố lên, hai đi, đi đi. Rồi, bịt mắt cho mẹ, bịt mắt cho mẹ. Bao nhiêu năm anh đâu mẹ. Rồi hãy bỏ bánh vô rồi đợi tí nha. Cố lên ba ơi, cố lên ba ơi. Màu cam, màu cam. Ba ơi cố lên. Cố lên ba, cố lên. Đôi chân thân thắt chạy toát hết cả mồ hôi mà chỉ có mấy trái, mấy trái, hai trái đủ chưa, đủ rồi mà. 10 trái lượn 2, 4, 6. Còn bên này thì gì vậy? Nhẹ nhàng, thong thả. Nhanh lên, ba nhanh lên. Ủa gì vậy? Bình tĩnh, từ tốn. Ba phải chạy nhanh chứ. Đợi gia đình ba với. À, thì ra là bà Fabo có phần như nhìn nhà em út Bona đây nè. Ba vậy mà có một trái rồi chị. Một trái hả? Không nhìn thấy luôn. Cố lên, cố lên. Ba, cố lên. Trời ơi, tôi công bằng mà mọi người. Cái trò chơi á không quan trọng ai thắng ai thua, mà quan trọng là mình cùng nhau vượt qua nó. Cố lên ba ơi, con kêu đi ba. Cố lên, cố lên. Mày trái, mày trái. Có 2 trái hả? Chưa, 10 trái lận. Đeo vô cho mẹ. Ủa, đủ chưa, đủ rồi, đủ rồi, đeo giùm mẹ đi. 4 trái nữa. 4 trái nữa ba ơi, cố lên, 4 trái nữa. Ba ơi, cố lên. Đây 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 ba. Rồi được rồi, 3 trái rồi. Cố lên, cố lên. Ba ơi, cố lên, cố lên. Yeah. 1 trái nữa, 1 trái nữa thôi. Ba ơi, cố lên. Cố lên ba ơi, cố lên. Hồi nữa mẹ bịt mắt. Xong rồi mẹ đem trái banh này bỏ vô trong đó. Xong rồi con lấy trái banh bỏ vô rổ nha. Kìa ba ơi, cố lên kìa ba ơi đi. Sao này khó quá. Ba ơi. Wow, wow. Trời ơi, mà mọi người biết không, trong quá trình nghỉ giải lao á, gia đình anh Fabo cũng hỗ trợ gia đình mình rất là nhiều. Take care, mua nước, nôi, các kiểu rất là chu đáo luôn á. Hai trái luôn. Mình phải học hỏi nhiều từ anh chị. Ủa sao ba anh ba? Ba này giúp mình kìa. Ba giúp mình kìa, ok. Trời, hay quá. Thân nào, ok. Bước. Bước, bước. Bước. Rồi giờ mẹ vòng đi, cái cột ở trước mặt á. Vòng qua đi. Vòng là sao? Vòng qua phải, qua phải. Rồi đi lên. 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 Rồi qua trái. Rồi qua trái. Rồi lên. Rồi qua phải. Rồi lên. Rồi rồi, sắp tới Mai Chi rồi nha. Lên lên. Rồi tới, lên 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 lên. Lên lên. Rồi con ngồi xuống, ngồi xuống. Ngồi xuống, đổ xuống. Rồi ok, mẹ tháo ra. Bây giờ con cho mẹ xem, mẹ xin 5 trái banh nha, 5 trái banh màu xanh dương. Con tự lấy nha. Con đếm đi. Rồi, rồi mẹ bật mắt tư. Lại. Mẹ nào đưa banh cho mẹ. Nó đòi bịt mắt, nó đòi bịt mắt. Tại vì Buna là cô bé giỏi hơn đó mọi người. Cô bé giỏi hơn 3107 nha. Nickname rất là hay giỏi hơn, cho nên là những cái phản ứng gọi là hất đẩy, đùn đẩy hay là quăng đồ hay như thế nào đó thì mình cũng không thể nào mà tránh khỏi ở cái độ tuổi này. Chuyên gia tới đây.
Nếu như chúng ta quan sát từ đầu đến giờ á, có thể thấy là có một cái nếp đặc biệt ở Bona, đó là con có một cái sự nhạy cảm rất cao đối với những cái thứ chất liệu từ bên ngoài. Cho nên là bất cứ một cái chất liệu mới nào đó mà khi mà con tiếp xúc cùng á, đụng vào tay, đụng vào chân, đụng vào người của con, thì thường con sẽ có cái phản ứng đầu tiên đó là e dè và rụt rè và thu mình lại trước. Chúng ta có thể thấy rất rõ ràng là Bona không hợp tác là bởi vì ban đầu ba mẹ cũng cố gắng để đặt Bona vào trong cái chậu phao bơi, chậu bóng. Nhưng mà ngay lập tức khi mà Bona vừa nhìn thấy và cái chân con vừa chạm vào là con rụt lại liền. Và từ đó trở đi là con bắt đầu không cảm thấy an toàn và không cảm thấy muốn hứng thú với cái hoạt động này rồi. Đây, ra ba bị, nhanh, tới đây, ra ba bị. Hay là mẹ, mẹ cõng chân lên đưa con đi. Ờ, mẹ cõng Bona nhá. Ừ, mẹ cõng, mẹ cõng Bona đi. Cõng Bona đi. Đó, con lên trên này đi. Rồi. Rồi, đi. Rẽ trái, trái. Rồi, đi thẳng, đi thẳng, đi thẳng. Rẽ phải, phải, phải. Phải hai, một bước nữa. Rồi, đến rồi. Rẽ phải, một bước bên phải. Rồi, đến rồi, hạ xuống. Rồi. Bona, Bona, bây giờ con xuống đây con lựa. Con lựa 5 cái trái banh màu cam giống như màu áo của đội mình. Con mở bê con đi vào đi, vào lấy hộp ba nè. Bịt mắt nữa con nè, bịt mắt của con nè. Ấy chà. Cô biết lựa được trái banh không? Con có lựa được 5 trái banh chưa? Con có muốn qua giúp em không? Lúc mà nói là qua giúp em nha là mình gật đầu liền. Nếu mà có cái cảnh mà các chú mà quay á thì sẽ thấy là mình gật đầu đứng dậy giúp liền. Ờ em còn nhỏ em chưa biết mẫu, đi qua giúp em hay quá. Quá hay luôn. Dạ, yeah, cô Bin sẽ qua giúp em giúp Bona. Giúp em Bona 5 trái nha, con đi qua giúp em đây coi. Như vậy là gia đình của cô Bin đã hoàn thành thử thách rồi. Và bây giờ anh cô Bin quyết định đi qua giúp em giúp Bona của chúng ta hoàn thành thử thách luôn. Đó. Đi cho nên đi, con đưa em, con đưa em. Con bỏ vô rổ, con bỏ vô rổ. Anh lấy quay anh đưa con kìa, anh đưa con kìa, anh đưa con kìa. Trời trời ơi, ông ơi. Bình ấm, anh nói sao ấm áp, phải nói ấm áp đúng không ta? Bình rất là thích giúp đỡ mọi người, rất là quan tâm tới mọi người. Vợ chồng anh chị Fabo rất là dễ thương, rất là biết cách dạy con, cái kiểu mà biết chia sẻ với người khác. Dù mình có chiến thắng hay không thì mình cũng học được cách để chăm sóc con, nuôi dạy con của những anh chị lớn hơn mình. Dạ. Em đi, em đi. Rồi, một quả, một trái nữa. Nè, con lấy của anh đi. Trên mình đâu cần phải thắng đâu. Nói chung là mọi người vui là được rồi. Là có một cái kỷ niệm với lại nhau rồi. Để sau này không nhìn lại video này mình thương nhau, mình quý nhau hơn. Chuyên gia tới đây. Cả ba, cả mẹ và cả con đều rất là cố gắng hợp tác, gọi là đồng lòng hợp sức với nhau. Và có một điều rất là dễ thương ở gia đình nhà cô Bình, đó là chúng ta thấy cái tinh thần mà hợp tác, chia sẻ và giúp đỡ mọi người á, nó xuyên suốt từ ba cho đến mẹ cho đến con luôn. Và vì vậy cái điều đó một cách tự nhiên luôn. Đôi khi mình nghĩ là ba mẹ không có cần dạy con hay là phải dạy nói quá nhiều với em bé cô Bình là con phải thế này, con phải thế kia đâu. Mà cô Bình đã rất một cách tự nhiên, con nhìn thấy ba mẹ làm những cái việc đó và tự động là con cũng làm được những cái việc đó luôn. Xin chúc mừng cả hai gia đình và kết quả mình sẽ thông báo sau ạ. Và bây giờ là lượt tiếp theo của ba gia đình chúng ta. Nhưng mà lần này mẹ sẽ khó hơn. Các mẹ sẽ không được dùng tay để mà thu thập bóng vào trong rổ, mà sẽ dùng bất cứ bộ phận cơ thể nào cũng được, để có thể khựi, để có thể khều, miễn là thu thập được bóng vào trong rổ của mình thôi. Sau đó mẹ quay qua, mẹ sẽ không cần phải bịt mắt nữa, mà sẽ đến ngay chặng của con liền. Chặng của các bé Hùng Tâm nè, Queenie với lại Lina sẽ cầm cái rổ có bóng của mình, bắt đầu di chuyển zig zag, vượt chướng ngại vật ha, vượt chướng ngại vật, vượt chướng ngại vật, vượt chướng ngại vật, và thả bóng vào trong chiếc bể bơi phao này. Các bé sẽ được 10 trái xem như là hoàn thành thử thách. Ba gia đình chúng ta mời gia đình Lina, gia đình Queenie và gia đình Hùng Tâm. À, tới mình đứng đây mình coi. Đi vô luôn. Ủa ba đứa con ở dưới này, ba đứa con ở dưới này. Đó, đổ mẹ trên đó. Và thử thách gia đình hợp sức ở lượt thi đấu của gia đình Hùng Tâm, gia đình Queenie và gia đình Lina xin được phép bắt đầu. Cố lên ba ơi, cố lên. Cố lên, cố lên. Cố lên ba ơi, cố lên ba ơi. Cố lên. Lina luôn. Cố lên. Bên đầu, bên đầu. Cố lên, cố lên. Ok. Yes, 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 yes. Chạy về, chạy về. Yes.
Ở lượt đầu tiên thì Lina của chúng ta tạm thời là cô bé nhanh nhẹn nhất ạ. Kịp thời đưa bóng vào trong cái bể bơi của chúng ta đầu tiên. Sau đó là Hùng Tâm và là Kini. Ờ, anh Hiệp không được dùng tay anh Hiệp ơi. Ủa gì vậy? Không được, 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 giỡn á. Go Lina, go. Cái đội lưu ý là với mỗi quả bóng mình làm rớt xuống đất thì sẽ được cộng thêm 15 giây vô kết quả nha. How many already? How many already? 3, 4, 5. À, không sao ạ, không sao ạ. Mình vẫn có thể điều khiển tiếp ạ. Oh wow. Because I wanted to win. It's simple. I didn't want to lose. I wanted to win. This is number six. This is number six. Go, go, Lina, go. Đó rồi. Hùng Tâm đã hoàn thành thử thách đầu tiên. Yeah, con trai. Bye bye. Thấy là Hùng Tâm đã quay trở lại là Hùng Tâm rồi. Bắt đầu bạn lộ đúng cái bản chất của bạn là một cái đứa trẻ năng động và thích chơi những trò chơi vận động. Rồi, bỏ vô luôn nè. Rồi trợ giúp qua đây luôn. Ok Daddy. Trợ giúp, trợ giúp, trợ giúp. Rồi xong. Go, go Daddy, go Daddy. Theo anh ngủ là đủ rồi đó. Go, go Daddy, go Daddy. Rồi. Ok, Lina go. Go. Yeah. Yeah. Và đội gia đình của Queenie cũng đã hoàn thành thử thách rồi ạ. Còn một trái. Còn một trái. Không trái. Không trái. Còn một trái. Chuyên gia tới đây. Chúng ta thấy thêm một cái nét rất là dễ thương của em bé Queenie á. Em bé Queenie con là một em bé tự tin này, vui vẻ, hòa đồng, hoạt bát, nhưng mà con cũng rất là có nguyên tắc nha. Và khi mà con thấy ba chưa có hoàn thành xong á, Queenie ngay lập tức vừa giống chị hai vừa giống lớp trưởng nhắc nhở ba, ba phải hoàn thành nốt cái nhiệm vụ của ba đi. Chúc tay. Đến buổi chiều thì mọi người đã thấy là bé hòa nhập và bé chơi rất là vui với lại các anh chị. Lúc trước á, trong cái thử thách mà hô gọi tên á, thì Lina cũng khá là e dè và rụt rè, nhưng mà đã đến cái phần mà game thử thách vận động này rồi thì chúng ta thấy là con tiếp nhận cái thử thách này cực kỳ sôi nổi và con rất là hợp tác. Cả ba, cả mẹ, cả con thì chúng ta thấy đây là một cái teamwork cực kỳ gọi là lý tưởng. Trong gia đình này mọi người phối hợp với nhau rất là ăn ý và hạnh phúc. Chúc mừng các gia đình đã hoàn thành một cách xuất sắc. Các bé cũng như là các bố và các mẹ cũng đã bằng hết tất cả niềm tin và sức trẻ của mình để có thể hoàn thành thử thách của chúng ta rất là ăn ý . Kết quả sẽ được đến ngay sau đây. Thử thách lớn không? Quả là một thử thách rất là kịch tính đúng không ạ? Các gia đình mình có mệt chưa? Chưa. Các bé có mệt chưa? Chưa mệt đúng không? Chưa mệt đâu. Đúng không? Không biết là gia đình nào thực hiện thử thách vừa rồi với thời gian ngắn nhất. Con có dự đoán là gia đình nào chiến thắng không? Con có dự đoán không? Con có dự đoán không? Đội về thứ 5 với tổng thời gian thực hiện thử thách là 4 phút 35 giây. Đó chính là đội gia đình Bona. Nhưng đây là chú muốn hỏi thăm con chút xíu là con hoàn thành thử thách xong con vui không? Dạ. Dạ vui. Con hỏi thăm gia đình của Corbin nè. Gia đình Corbin là đúng ra là thực hiện thử thách xong rồi đúng không? Nhưng mà xong rồi con quyết định là con qua con giúp em hả? Con chờ em để con giúp em hả? Nếu mà như vậy á mà hả đội của con không giành chiến thắng thì con có buồn không? Có. Có nhưng mà giúp rất là hào hứng nha mọi người. Giúp không màng chiến thắng luôn.
Về thứ tư với số thời gian là 2 phút 50 giây, đó chính là gia đình. Gia đình Kobe. Và đội về thứ ba với tổng thời gian là 1 phút 40 giây, xin chúc mừng gia đình Queenie. Và đội về nhì với tổng thời gian là 1 phút 30 giây, xin chúc mừng gia đình Lina. Như vậy nghĩa là gia đình Hùng Tâm là gia đình về nhất với tổng thời gian là 59 giây, xin chúc mừng gia đình. Thực sự mình cũng không nghĩ là câu chuyện mình chiến thắng hay là thắng thua gì ở đây đâu, mà chỉ là tất cả mọi người cùng vui. Các gia đình được có một cái buổi chơi rất là vui và hiểu nhau nhiều hơn, cũng như là được giao lưu, được cùng chơi với nhau, đó là cái chiến thắng lớn nhất. Thực sự lúc đầu mà bước vào thì tất cả gia đình hầu như là ai cũng có một cái khoảng cách riêng và chưa có thể nào làm quen được. Và chính nhờ những em bé thì mọi người có thể kết nối hơn và nói nhiều hơn, có nhiều câu chuyện để kể hơn khi mà nói về các bạn. Và gia đình của Hùng Tâm ơi, bây giờ hai gia đình của Hùng Tâm sẽ có một cái ưu tiên, một cái quyền lợi là chúng ta sẽ được quyền chọn quà trước. Con chịu không? Ở bên cạnh Quang Trung đây hiện tại là có các phần quà dành cho các gia đình của mình. Bây giờ mình sẽ ưu tiên cho Hùng Tâm lên chọn quà trước nha. Con qua đây luôn Tâm ơi. Con nhường cho em nhỏ nhí. Mình không nghĩ là Hùng Tâm sẽ nói, thì mình nghĩ ở đâu đó thì khi mà Hùng Tâm biết sự phải trái đó thì bạn cũng sẽ lựa chọn. Bona vô chọn quà đi. Anh dắt đi chọn quà. Anh dắt đi chọn quà vậy. Anh chọn quà. Anh đeo này vào. Cầm tay con. Nắm tay em, nắm tay em, nắm tay em đi. Quá. Gà lằn như ba. Con thích cái nào? Rồi. Con thích cái nào? Bona thích cái nào? Cái này hả? Rồi. Tặng Bona nha. Yêu nhờ. Cảm kích nhờ. Thôi. Công nhận như là bé rất là suy nghĩ người lớn ấy, đúng không? Mà công nhận anh chị trong chương trình này dạy con khéo thiệt sự luôn á mọi người. Và các bé rất là kiểu biết cách cư xử, rất là hiểu chuyện luôn, rất là nhường em. Mình thấy những cái hành động đó mình cảm thấy rất là yêu, cảm kích và... Mà cũng muốn là truyền đạt lại cho Bona khi mà gặp những em nhỏ hơn mình. Chuyên gia tới đây. Đối với gia đình nhà Hùng Tâm khi vào cái thử thách này thì chúng ta thấy rõ ràng là cái tinh thần con nhà thể thao nó đã được nâng cao lên một cách rất là vượt trội. Khi mà vào nhiệm vụ thì con rất là tập trung và rất là cố gắng để hoàn thành tốt nhất trong khả năng của mình. Nhưng khi mà đã làm xong rồi thì chúng ta lại thấy là cái tinh thần anh cả của Hùng Tâm đó là ngay khi là con về nhất và con được quyền chọn cái món quà đầu tiên, nhưng mà con lại quay sang con lại nhường cho em. Chúng ta có thể thấy ở đây cái sự cố gắng của con nó không phải là ăn thua, nó không phải là cố gắng để giành giải nhất mà được quà cho được đâu, mà nó chỉ là cái tinh thần ý chí quyết tâm trong thể thao thôi. Sự đoàn kết, hợp sức đã giúp cả nhà vượt qua đường đua một cách dễ dàng. Điều đó xứng đáng nhận được những phần quà siêu đáng yêu. Đây chính là phần thưởng cho tinh thần vui chơi hết mình, kiên cường, không bỏ cuộc, giúp đỡ lẫn nhau của cả năm em bé đây nha. Mà khoan, đừng mãi mê xem quà mà quên đi con số ngẫu nhiên được đặt bên trong. Con số này sẽ mang đến điều gì tiếp theo đây? Bây giờ trên tay các con đã là phần quà và con số của gia đình mình rồi đúng không? Bây giờ chú Quang Trung mời tất cả các con đọc lại con số của gia đình mình nha. 3. Hùng Tâm là số 3. 3. Rồi. 3 là số 5. Queenie là số 5. Con nói 1. Số 1 đi. Bona là số 1. Kobe là số mấy nè? Con nói số mấy? Con nói đi. Con nói có dạ nè. Dạ số 1. Lina là số mấy con? 2. Rồi. Chú Quang Trung bật mí thêm nha. Thử thách của chúng ta hiện tại đã kết thúc, nhưng mà thử thách tiếp theo vẫn còn. Và thử thách tiếp theo mang tên là buổi chụp hình bất ổn. Và mỗi con số mà tụi con đang cầm trên tay nó tương ứng với một bộ trang phục. Chú Trung không biết là có ổn hay không. Wow. Đến từ chương trình. Và tụi con sẽ phải mặc bộ trang phục đó cùng với ba mẹ của mình và thực hiện thử thách buổi chụp hình bất ổn. Thử thách lớn không? Tên 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 tên. Và đây là các bộ trang phục mà các con sẽ phải mặc để chụp hình thử thách. Quay về, quay về, quay về. Bona chọn đồ nào? Các bộ đồ này thì chắc là mình sẽ khui bộ đồ này ra trước nha cả nhà.
một chiếc đầm hồng rất xinh xắn ạ. Con cũng thích nó. Số mấy? Số mấy? Số mấy? Số mấy? Sẽ số mấy? Đố nì số mấy? Một. Hai. Ba. Bona. Một. Bona là của ai ạ? Của Bona. Bona. Hay quá. Bất ổn thiệt sự nha. À, mình thông báo thêm, này chỉ là đồ tượng trưng cho bé thôi. Ba mẹ cũng sẽ mặc những bộ trang phục tương tự bé. Hả? Thiệt hả? Dạ, thiệt hả? Dạ, đó là chương trình thông báo ạ. Giúp ba đầu mẹ sợ dần rồi phải không mẹ? Con thích không? Cho ba bộ này nhá. Con mặc bộ này không? Ba mặc á. Ba mặc á. Bây giờ mình sẽ khui bộ đồ. Bé thỏ. Bé thỏ. Ai thích bé thỏ nè? Ai làm con thỏ được? Khi đi làm thỏ hả? Hùng Tâm làm thỏ không? Mà tự nhiên cái hồi nữa mà bóc trúng con là con với ba mẹ là ba con thỏ luôn. Ồ, khỏi cha khỏi mẹ. Con thích thỏ không cô Bình? Nghĩ là cô Bình làm thỏ đó. Không phải. Mình chuẩn bị mình lấy bộ đồ cá sấu nè. Số 2. Số 3. Số 3. Số 3. Số... bộ đồ thỏ là số 3. Số 3. Định hình phong cách luôn là nam là màu xanh dương, còn nữ là màu hồng. Cho nên khi mà bạn nhận được cái gì đó màu hồng đó là bạn sẽ ngạc nhiên. Chú Trung tặng cho con. Vậy là hồi nữa có thỏ cha, thỏ mẹ với là thỏ con luôn. Hay quá, chúc mừng gia đình Hùng Tâm. Bây giờ mình sẽ tới bộ đồ mà được các em bé gái trông đợi nè. Elsa. Số mấy? Elsa. Elsa nha. Đi đây xem. Số 2, số 2, số 2. Con nói đi, số 2. Số 2. Chúc mừng gia đình Nina. Trời ơi, bố cũng mặc đồ Elsa. Đủ lạnh ha. Fabo sợ giao vô diện hả? Không phải, cái này chỉ có Fabo mới vừa thôi. Thiệt luôn, Fabo đâu có mặc cái con khủng long này vừa. Thật ra em nghĩ là gia đình nào mà chọn được bộ đồ này cũng hạnh đỡ hơn lắm. Là bộ đồ Elsa với bộ đồ múa chứ. Đúng. À, cái ông bố sẽ khó vô các bộ đồ múa hơn à. Bây giờ mình sẽ cùng mở bộ đồ vô diện nha. Số mình làm vô diện đó mà vô diện ngầu luôn. Rồi, chúc mừng gia đình Kobe. Cảm ơn chương trình. Ngầu luôn Bin. Mình là con cá sấu hả mẹ? Con này là con gì? Dạ, mình có gia đình cá sấu à. Chúc mừng Queenie. Chúc mừng cá sấu con. Xin hỏi là các gia đình có hề lòng với bộ trang phục của mình không ạ? Rất hài lòng. Rất hề lòng. Not, không phải anh ấy không hài lòng. Dạ. Chị hài lòng. Con sao Kobe? Con thích bộ đồ đó không? Có ngầu không? Rất ngầu luôn. Hai bạn quyết định trao đổi đồ với nhau à. Chúng ta sẽ có gia đình thỏ đổi qua gia đình của Queenie và gia đình cá sấu đổi qua gia đình Hùng Tâm à. Con thích làm. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thay đồ và đến với buổi chụp hình bất ổn à. Thử thách lớn không. Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với chương trình Thử thách lớn khôn mùa 2. Và nơi Trung đang đứng hiện tại là thử thách buổi chụp hình bất ổn. Nãy giờ Trung cũng đắn đo suy nghĩ là không biết các gia đình khi mà diện những bộ trang phục mà được chương trình cung cấp thì sẽ như thế nào nữa. Buổi chụp hình bất ổn ngày hôm nay cũng sẽ là một nơi ghi lại những kỷ niệm thật đẹp của mỗi gia đình khi đến với chương trình thử thách lớn khôn trong lần đầu tiên gặp gỡ. Chuyên gia tới đây. Đối với thử thách chọn đồ và photoshoot thì các gia đình chuẩn bị bước vào một cái buổi chụp hình cả gia đình rất là thú vị. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể sẽ quan sát được rất rõ ràng phản ứng cũng như là cái ý muốn của những em bé khi mà con muốn hay là con không muốn mặc cái bộ đồ nào theo ý của con. Và chúng ta sẽ xem được là cách xử lý của từng gia đình cũng như là các em bé như thế nào. Và bây giờ xin mời tất cả các gia đình. Yeah.
bất ổn thật sự. Gia đình của anh có muốn đổi sang bộ này không? Trời ơi, có xài không? Thầy có xài nói về luôn mà tiếc quá. Chúc em may mắn nha. Cái chất vải von của cái bộ váy đó là Bona cực kỳ dị ứng. Từ trước đến nay Bona chưa bao giờ mà mặc cái bộ đồ nào mà có cái vải von như vậy luôn, né xa hoàn toàn. Sao? Bộ này đẹp thế. Hai mẹ mặc bộ trước đi xong Bona mặc. Dạ mẹ mặc đây, mẹ thay trước. Mọi người thấy Hưng mặc váy rất là hợp với mọi người. Tại vì làn da trắng gặp cái thân hình gọi là nhon nhon á, mặc có nhiều khi là mặc đẹp hơn nhân nha. Con ăn kẹo này không? Kẹo. Ăn thế kẹo này không? Nha. Bà bóc này nhá. Bà mặc đi, mặc đi. Này. Mặc vô chân đâu, thổi chân vô. Ăn đi con, ăn kẹo đi. Nè Muna. Nè Muna. Tết đồ đồ, tết đồ đồ. Tết đồ đồ, tết đồ đồ. Nè, kìa, cá sấu kìa. Cô làm trong cá sấu kìa. Tết đồ đồ, đây nè. Tết đồ đồ, tết đồ đồ. Chào em. Chào em. Cú cú cú. Cú cú cú. Cú cú cú. Cú cú cú. Chào em. Em là. Chào 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 chào. Chúng ta cùng đi tới xứ sở của những người mặc đồ màu hồng xinh đẹp. Tăng 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 tăng. À, mình mặc cái đồ này vô xong mình sẽ muốn là tin 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 tin. Ok, ok, ok. Thấy Bona thì anh Nghiệp mình có vẻ là muốn đẻ thêm. Vậy rồi các bạn đó thì lúc nào mình cũng thấy dễ thương á, mình lúc nào cũng yêu những cái đứa nhỏ hơn á. Và tự nhiên mình nhảy thấy con mình là Hùng Tâm thì nhiên thấy bị lạc loại trong đó, xong mà lớn thế, xong mà già thế. Nó phải lớn chứ. Wow, chị Lina thành Elsa rồi kìa. Chị này cũng mặc váy này. Đẹp quá. Chị mặc váy này. Chị Lina kìa. Con mặc váy. Hết người này dụ đến người kia, dụ ba mẹ dụ không được, tới anh chị ekip, rồi anh chị chơi chung, rồi mấy bạn nhỏ cũng dụ dụ giùm nữa nhưng mà cũng không có hiệu quả. Mặc vô đi để cô con thấy. Con nhìn nè, mọi người đợi mình đấy. Mọi người mặc hết rồi nè. Hóa trang đúng rồi. Mẹ với ba cũng mặc rồi nè, còn mỗi con nữa đó. Cô xem nào, cô xem cái chân nào. Đứng lên, được rồi, đứng lên, được rồi. Đứng lên, được rồi. Wow. Đẹp rồi, đúng không? Đẹp đúng không? Nè, cho cục kẹo, cho cục kẹo. On the bus, go round and round. Để dụ mà mặc cái bộ đồ đó phải gọi là trần ai luôn. Khổ sở kinh khủng khiếp. Mặc vô được mừng gần chết. Cũng rất là may á, là em mặc vô được. Tại vì cũng có cái quần legging ở ngoài ấy. Lúc mà mặc vô rồi thì cũng không có cảm nhận cái sự ma sát với lại cái chất vải đó nhiều quá. Cho nên là cũng không khóc á. Nhầm, nhầm, nhầm. Ê chà, bữa nay lần đầu tiên ba Bona mặc váy phải không? Nhìn xinh không kém gì Bona với mẹ Bona hết trơn á. Nhưng lần đầu tiên thấy Hưng mặc váy cũng hơi mắc cười. Nhưng mà nhớ thấy cái váy này nó cũng chưa đủ đô lắm. Nó nặng, hơn nó sao? Phải ngắn cũng cỡ hơn. Nó phải sexy hơn một chút thì nó mới gọi là hay. Bữa nay ba Bona thấy chiếc váy này như thế nào ạ? Mẹ em mặc vào em thấy mát. Mà em nghĩ là Nhân không mặc váy bao giờ. Nếu mà Nhân mặc váy là chắc chắn em về khi mà không có ai ở nhà em sẽ mặc váy và em đi ngủ cho mát. Chi vậy? Đấy là nếu mà là người khác thì người ta sẽ nói như vậy. Còn nếu là em thì em bảo lần sau sẽ không bao giờ mặc váy đâu anh ạ. À vậy hả? Còn cái này là tiếng lòng của mình thôi đúng không? Rồi mời cái gia đình Bona mình vô chỗ ngồi nha. Con đừng đi linh tinh á, lộ hàng á. Vô cả. Đi vô để làm gì? Để gặp chú Trùng đây nè. Gia đình Corbin đến với thử thách của chương trình bất ổn à. Em không ngờ em được làm vô diện luôn á. Không ngờ luôn, em không bao giờ đoán được. Khó đoán quá. Bình ơi, con có thấy nhân vật này nó ngầu không Bình? Ngầu quá.
quá. Ngầu quá. Cái đỏ ba cậu thích bự. Bây giờ mẹ đi nói nghe nè, cái này á nó không có cái xích lại đây, con xích lại đây nè. Bin. Hello. Hello. Giờ cũng phải mặc như vậy luôn à? Chắc vậy quá. Sau chương trình này là anh sẽ làm meme của mọi người. Bây giờ á, cái áo hình vô diện á, con không có size của con cho nên con mặc tạm cái này nha. Không. Sao? Không chịu. Ây da. Đây mẹ mặc cho ra vẫn ra cái con đó luôn. Ồ, ok không? Ú, đó là gì đó. Này, hãy từ từ đã, từ từ, từ từ. Thấy bộ đồ của mình cũng dễ thương mà. Dễ thương không, dễ thương thiệt. Nhưng mà có hơi tiếc một xíu là em bé của Bình lại không có đúng cái trang phục. Đúng rồi. Tại vì nếu như mà Bình mà mặc đúng luôn như ba với mẹ thì rất là dễ thương. Bình dáng cũng không chịu mà vẽ chắc cũng không chịu đâu. Nói chung là Bình chỉ mặc một cái áo thun to. Hình như chương trình có chuẩn bị một bộ đồ nhỏ nhưng mà Bình nhỏ quá cho nên bắt buộc phải vậy thôi. Rồi vô diện bay một cái giống như Spider-Man nha. Rồi cầm tay nhau. Rồi hai up. 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 Rồi, con Bình qua. Nói với ba, con là cá sấu đây. Con là cá sấu này. Rồi, con qua ba con nói đi. Dạ, vô xin anh Nghiệp làm cá sấu. Trời ơi. Mình với anh Quốc Nghiệp thân với lại nhau 4-5 năm rồi đó. Đúng rồi. Hai anh em vô tình có một talk show, với talk show ngồi giống vậy nè. Xong rồi hai anh em có những cái rất là giống nhau. Rồi lúc ra bắt tay rồi nói chuyện rồi thân tới bây giờ luôn. Cái thử thách lớn khôn mùa 2 này thì lần đầu tiên gia đình của Quốc Nghiệp Mộc Mai mới gặp được con của Fabo là bởi vì Corbin lúc mà sanh ra thì đúng vào cái dịp mà dịp Covid nữa, và bây giờ gặp nhau một cái tự nhiên bạn lại có một cái tình thân gì đó mà rất là khăng khít luôn, gặp một cái là tự nhiên quen với chú Nghiệp liền đó. Đó là một cái điều mà Nghiệp cảm thấy vui nhất á. Yeah. Con ơi, con cho cô Mai mượn lại cái da cá sấu được không? Nha, cho cô Mai mượn da cá sấu nha. Rồi con đem qua cho cô Mai đi. Con nói da của cô Mai nè. Da của cô Mai nè. Cá sấu. Đúng rồi. Ôi trời ơi, cảm ơn cô Bình nha. Yeah. Phải ba không hả? Ba với ai? Dễ thương quá à. Nó thích, nó làm cái gì mà nó hù người ta sợ là nó làm. Chào mừng gia đình Cô Bin đến với thử thách của chương trình Bất Ổn à. Hello chú Trung đi. Hello chú Trung. Cũng tay, cũng tay, cũng tay. Rồi, mời cả nhà mình vô chỗ ngồi luôn à. Ba mẹ Cô Bin bữa nay thấy bộ đồ sao ta? Quá đẹp luôn á. Quá trang kỹ quá, nhìn một chút xíu là không nhận ra gia đình mình luôn đó. Rồi, xin mời. Gia đình ai? Gia đình ai? Chào mừng gia đình. Mặc cái quần vô trước đi, bà mặc cho con. Cột gì chứ đã, một lát nữa chừng nào. Chừng nào mà chuẩn bị quay á. Con thỏ đi chơi là con thỏ đi chơi. Con thỏ cắt cái đuôi. Đúng rồi, đây mới chính là con cá sấu đây. Hùng Tâm, Hùng Tâm ơi. Ôi
Thỏ, Thỏ hãy coi chú Nghiệp bắt con cá sấu này lên bờ nha. Con mới xuống mặt trăng cho nên con không biết gì tới thế giới này hết. Vậy hả? Đúng rồi. Rồi bây giờ con coi cá sấu lên bờ nha. Cá sấu lên bờ nè. Corbin, Corbin coi cá sấu lên bờ nha. Rồi Corbin đứng xích qua đây. Rồi. Rồi 1, 2, up. Wow. Đẹp chưa? Hồng Tâm là một cái bạn rất là năng động. Và nếu như mà mọi người thấy thì hay sẽ gọi là tăng động luôn á, chứ đừng nói là năng động. Bạn có rất là nhiều năng lượng, có thể là bạn được huấn luyện từ nhỏ, tập luyện từ nhỏ, cho nên là bạn rất là nhiều sức. Nhưng mà thực sự nếu như không có những cái tình huống đó thì các bạn sẽ khó gần lại với nhau lắm. Và điều đó là Hồng Tâm là luôn luôn thể hiện trước mặt tất cả các bạn. Và cái điều đó sẽ gắn kết tất cả mọi người hơn. Con này là con khủng long mà, tại sao lại nói con cá sấu vậy? Hả? Khủng long hay cá sấu? Khủng long mà. À, khủng long hả anh? Yeah. Dạ, dạ chào khủng long. Vậy chú chung một cái con. Yeah. Bữa nay khủng long mà chuẩn bị một cái kỹ năng chụp hình gì chưa? Một cái dáng chụp hình nào đó dữ dằn. Ủa? Con ếch này là người bạn của con hay sao? Thì đúng, người bạn con. Rồi, mời gia đình khủng long của mình về ghế luôn nha. Đúng rồi, cá sấu. Cá. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Wow, cô đẹp quá à. Cảm ơn con. Lina. Ủa? Tưởng là sẽ có ba Elsa bước vô chứ. Chị cũng tưởng thế. Dạ, chị cũng thích muốn chị lắm. Đúng, sao? Đang tưởng được nhìn thấy một Elsa 2 mét. Dạ. Cũng tưởng là được nhìn thấy một phiên bản Elsa như vậy chị ha. Được buồn đó. Đúng ra phải là Elsa luôn. Wow. Trời ơi, không vừa nè chứ. Bởi vậy. Vừa. Rồi, hớp vô. Trời ơi. Con thỏ slim fit quá. Con là con thỏ ngọt. Con thích lắm. Đầy dễ thương. Chuyên gia tới đây. Các bà mẹ có thể nhớ, để có thể khuyến khích được cái sự hợp tác của con thì hãy luôn luôn bắt đầu bằng những gì mà con yêu thích nè. Những nhân vật mà con cực kỳ yêu quý gần gũi nè, hoặc là những chủ đề mà con rất là quan tâm, thì đó là cái bước khởi đầu để chúng ta có thể khuyến khích các em bé bước đến cái bước tiếp theo là hợp tác với những cái lời yêu cầu của chúng ta hơn. Rồi giờ con đi chơi với bạn đi, bỏ ra. Are you a bunny? Wow. Thỏ ơi, nè ngoài đây có cá sấu nè thỏ. Mình là thỏ ngọc mà đứng trên mặt trăng. Bạn dưới biển, mình mặt trăng. Đây là khung trăng của mình. Mình có thể lăn lội. Mặt trăng của mình đúng là tuyệt vời thiệt. Chị Hằng đẹp quá. Trời ơi, con thỏ này ăn cái gì mà tròn dữ vậy? Alo, ai vậy? Ula. À, mình nè. Sao? À, sao vậy? Bà xuống chơi với mình không? Mình chán quá. Ừ, ok. Yippee. Vùng đất của mình làm khắp mặt trăng. Mình có thể nhìn thấy chú của chị Hằng rõ. Mình là thỏ ngọc.
Thắng Ngọc là Thảo Thần. Thắng Ngọc mệt quá à. Trời ơi, cảm ơn gia đình Thỏ Mini. Cùng chị Hành chú Cụi à. Thỏ ơi, Thỏ ơi. Thắng Ngọc. Bây giờ chào mừng tất cả các gia đình của mình đã cùng đến với thử thách buổi chương trình bất ổn à. Hiện tại thì gia đình mình đang thấy sao ạ? À? Hào hứng không ạ? À? Dạ hào hứng. Em nôn nãy giờ luôn á. À nôn nãy giờ. Em nôn quá luôn. Kiểu như là cái hóa trang của mình nó quá xuất sắc rồi, muốn quá chụp liền đúng không? Quá xuất sắc luôn. Nhà em là đồng bộ nhất. Wow. Bây giờ mình chuẩn bị sẵn sàng mời gia đình vào chụp luôn nha. Mời gia đình Fabo vào trước ha. Yeah. Cô Vin ơi. Đi vào chụp hình coi. Vô chụp hình. Con chỉ cầm thôi. Ok. Đúng rồi, mặc khu nha, mặc khu nha. Rồi mời cả nhà mình vô set luôn. Con cô biết. Đúng rồi. Đó. Bin ấy bin bin bin. Bin ấy bin bin bin. Nhìn le lưới cả. Đúng rồi, đúng nè, rồi. Nhìn ra là mặt biểu với mẹ đi nè. Đó, nhìn mẹ coi, nhìn mẹ coi, nhìn mẹ nhìn nè. Le lưỡi đụng cái lỗ mũi luôn con. Nè bên. Wow. Đúng rồi đó, đúng rồi đó. Oh. Ok chưa? Ok rồi. Ok rồi. Yeah. Cảm ơn gia đình Corbin. Bây giờ mình tới gia đình của Hùng Tâm nha. Hồi nãy giờ thấy gia đình Hùng Tâm toát mồ hôi rồi ạ. À. Trời. Hồi nãy giờ thấy gia đình Hùng Tâm toát mồ hôi rồi ạ. À. Trời. Cá sấu chạy mình hơi khó một cái bàn rồi. Sao không anh trai? Thì con bị té. Sao? Nhưng mà con có bị gì không? Sao không? Con có bị gì không? Bình tĩnh nha. Một cú ù mình đầy mạnh mẽ ngoài sự mong muốn của khủng long đây nè chứ đâu. Không sao đâu khủng long ơi, mấy chú làm lại một loáng là xong ngay thôi. Và trong lúc đó, Thỏ Ngọc tranh thủ hát nghêu ngao. Con cái đuôi chú đang ngoan ngoậy. Ôi dễ thương mẹ chú thật. Giỏi. Hai chị em giỏi quá đi. Có những cái từ cuối của cái bài hát đó thì bé hát theo được rất là trôi chảy, nhưng mà để mà hoàn thành một cái bài hát thì không được. Kết quả là có ngay màn song ca ngẫu hứng này đây. Chị Thỏ biết bài gì nữa không? Càng chị càng đơn giản. Bài nó thường giống chị Trang. Ừ. Bướm bướm bay hai ba vòng mà. Dạ em mới nói nhìn giống chị Trang. Chị hạnh phúc lắm luôn đó em, chị nói thật. Chứ chị hồi mà chị đẻ nó ra tới giờ ai cũng nói nó giống anh hết. Chị gai lắm. Mà anh với chị có nét thương thê mà. Anh chị giống nhau mà. Nhìn giống. Ai đều giống ba giống mẹ. Nịnh. Đó là câu trả lời chính xác nhất. Bi. Hát đi. Ai nghe lén là anh Phúc. Anh kia. Anh kia nghe người ta hát lén. Phải không? Phải không? Nghe Bona hát mà không? Rồi lén lén nghe Baby Shark phải không? Bona hát hay không? Con qua hát chung Bona đi. Có bị cái bộ nhìn, nhìn lén người ta hát. Mình ngồi nói trời ông ơi ông nhìn lén người ta hát cái xong cười ba cười mẹ chọc ghẹo bìm. Đâu đó đã gọn gàng, nhà cá sấu bắt đầu chụp hình thôi nào. Rồi khép cái chân lại. Rồi nhìn qua. Trời dễ thương. Dễ thương. Nhìn dễ thương chưa kìa. Tạo dáng gọi là siêu đỉnh là luôn hay. Từ dáng nè, thế nè, gương mặt biểu cảm vô cái khung hình. Trời ơi như là chụp quảng cáo vậy á. Very athletic and the father, right? Yeah, the father, and it was fun to see the father and the son doing little bits of acrobat, you know, keeping everybody entertained. That was fun to watch. Ngước mặt lên. Nhìn đúng rồi, 1, 2, 3. Ra. Ok con xem kìa. Ok. Bona. Con nhìn kìa. Dễ thương chưa? Wow, quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn. Rồi, Tâm nhìn cái máy ra coi. Đúng rồi, 1, 2, 3.
việc lưu lại những cái khoảnh khắc của gia đình thì hầu như trở thành đạo diễn luôn. Nghiệp thích làm những cái điều đó bởi vì những cái khoảnh khắc đó nó chỉ xảy ra chớp nhoáng thôi. Đó là những khoảnh khắc thật nhất mà mình có thể làm điều đó. Wow. Trời ơi, gia đình này đầu tư. Rồi, gia đình này đầu tư. Đúng rồi, hai cái tay để cho anh, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Cứ lên đi. Không, sợ cái. Không sao, không sao, cứ lên đi. Được không? Được. Trời ơi, bác chị mang người đó luôn hả? Đỉnh nhé. Bộ ảnh siêu phẩm luôn ấy. Wow. Anh Nghiệp á, không ai bắt chước theo được rồi. Chụp quá ảnh xuất sắc. Quá là xuất sắc, quá đúng là chuyên nghiệp. Nhiều khi á, mình tính bay vô, mình chèo luôn mà không được. Mình tâm nghiêng quá đây. Mọi người đồng yêu một cái nha. Một, hai, bắt. Rồi, giải nhất rồi. Thôi, ông kia vô diễn, vô đây. Con thấy hay không con? Rồi, bây giờ cả gia đình mình làm một tấm đứng nha. Rồi, 1, 2, 3. Dễ thương quá. Gia đình của Nghiệp mặc cái đồ khủng long đó vào á, Nghiệp rất là vui luôn, là bởi vì mình có nhiều trò làm hơn, mình có nhiều kiểu ảnh hơn, đúng với lại cái con khủng long mà Hùng Tâm rất là thích, T-Rex. Rồi, chúc mừng gia đình Hùng Tâm đã có những gia đình ấn tượng nha. Bây giờ mình sẽ cùng đến với gia đình của Bona. Bona. Dễ thương. Có lúc thì Bona rất là thích chụp ảnh. Ví dụ mà bảo Bona ơi chụp với bao kiểu ảnh đi thì sẽ là không chụp. Còn bình thường khi mà mình tự nhiên mình cầm điện thoại hoặc là Bona cầm vào cái máy ảnh ấy, thì tự nhiên Bona sẽ hai, thi thoảng Bona sẽ hai. Nhưng mà nếu mà bắt Bona chụp hay là cố gắng chụp Bona thì Bona lại không thích điều đấy. Con phải để hai tay cơ. Đây, hai tay giống vậy cơ. Đây. Không, hai tay nhìn mẹ. Đây, làm theo Bona nữa. Rồi, ok. Đây. Làm sao nữa? Bona không biết cách tạo dáng cho nên là nó rất là khó. Xong anh còn phải mặc váy như vậy nữa, mình cũng không biết là tạo dáng làm sao. Anh leo lên ba hả? Ok. Leo lên ba giống như khủng long nha. Không, bây giờ, cho con ngồi lên cái vai của ba nè. Đó, ngồi lên vai của ba nè. Con ngồi lên cái vai ba nè. Rồi, con đứng vậy đó. Đứng vậy gì đó, rồi. Nè, tay lên. Nghiệp thì nghĩ là Nghiệp ấn tượng nhất là gia đình bé Bona. Khi mà chụp hình á thì ba thì lại mặc một cái váy mà của múa nữa, mà lại không biết múa. Múa xấu nên tạo những cái dáng càng xấu thì lại càng dễ thương. Đó là ấn tượng Nghiệp nhất. Hai đi Bona. Hai đi. Hai. Em trai ơi, đứng một kiểu ballet giùm anh em trai ơi. Đứng một chân á. Đúng rồi. Cong một chân lên. Bên kia, tay của ba ở bên kia, tay của ba ngược lại. Tay của ba ngược lại đi. Nè, Bona cong một chân lên. Cong cái chân bên phải, đúng ba rồi. Thì, còn ba thì ba thì chân trái, ba thì ngược lại. Ba cong bên ngoài. Cong, ba cong cái ngược lại. Chân này cong nè, chân này cong nè. Cong nhau ấy. Không, đổi lại. Đối xử lại với mẹ, ba Bona. Đúng rồi. Ở đây. Còn con gái vậy nè. À, dễ thương. Rồi. Đúng rồi, giỏi. Hay quá. Hay quá. Hay quá. Quá đẹp luôn á. Rồi. Tấm cuối nè, tấm cuối nha. Rồi. Rồi. Wow. Má. Chúc mừng gia đình Bona. Quá dễ không? Rồi, mời gia đình Lina vào set cho bạn. Yeah. Maybe just do it like this then. Like this? No, that's crazy. Oh, you do it like this, Lina? No. Oh, this. How about this? Or like this. And push. No, I'll do a crazy thing. Do a crazy thing. Do the next shot, a crazy one. Okay. Rồi, cả nhà nhìn chú nè con ơi, con nhìn máy nha chú nha. Yeah. Yeah.
Heart shape, heart, it's a heart. Chụp hình hay chưa? Thấy chị chụp hình hay chưa? This heart, up, up. Like this. Okay. Bắn tuyết với ba mẹ nha. The snow. No. Why not? What else? You wanna climb on my back? Yes. Okay. Yes. Up. Wow, công chúa được đức vua cõng. Then you put it on here. You wear the crown. Yeah. No. No. Okay, then I wear. Rồi, con nhìn máy nha, Lina. Bắn tuyết. Push the snow away. Đúng rồi. I was trying to figure out what kind of pose would a king do. For Elsa's, it's easier, but for a king, I couldn't think what to do. I think you did the right thing. The king is just for the princess to climb on. Yeah, just be a toy. Yeah, to be a donkey. Yeah, just be a donkey for Elsa. Dạ rồi, chúc mừng gia đình Lina. Mời gia đình Quinny. Trời ơi, chị Hằng, chú Cùi với Thỏ Ngọc này nha. Cả một gia đình trên cung trăng. Hai chú vô chú làm cây đa được không? Em làm cây đa. Trời, em làm cây đa cho hơi bị hợp. Góc đa này hơi cái cú luôn à. Đừng có hù em chứ, sao mẹ mê Bona em đó chứ à. Cái bộ đồ nào mà giữ được là giữ đúng không, mà hù cái người ta giả bộ người ta sợ là anh khoái. Bây giờ mỗi người một dáng đúng kiểu của mình, là chú Cội phải ngồi xuống. Chú Cội ngồi sao? Chú Cội ngồi. Chú Cội nhìn dáng đời quá. Rồi, con thỏ làm, cứ làm con thỏ đi nha. Chị Hằng Nga thì làm chị Hằng Nga nha mọi người. Rồi, 1, 2, 3. Goodbye. Chú Cội buồn quá vậy? Chú Cội vui lên chứ, chú Cội. Với gia đình của Vân Trang và anh Hữu Quân á, một cái ấn tượng rất là không kém là bởi vì chú Cội mặt đơ giống như kiểu chán chị Hằng như vậy. Rồi. Chú bắt sao chú bắt nha. Hằng Nga là chỉ biết bài thôi đó. Đúng rồi, đây đã. Nhìn mấy chú này coi. Wow. Hay quá. Mất cái tay rồi, mất cái quạt rồi. Đưa xuống xíu vậy. Thở ơi, con đứng ngang qua xíu nè. Thấy cái đuôi của con. Rồi, 1. Nhìn chú cũ rồi mà. Chú Cội nha. Chịu hết nổi. Chú Cội chị Hằng kìa. 2, 3. Dễ thương. Gia đình của chị Vân Trang hồi nhảy xòe ra rất là đẹp. Rất là đẹp, quá đẹp luôn. Rồi bây giờ ba ôm chân con nha. Giống như là ôm cây đợi thỏ vậy đó nha. Gì ba? Nha. Gì ba? Đó đúng rồi, là con diễn mặt bựa đi. Đừng có đè cái đầu lên con. Đừng đè quá. Ừ. Đẹp. Quá đẹp. Dễ thương. It's so shiny. Yeah. Cái váy của cô á. Ừ, bởi vì có nhiều kim tuyến, kim sa. 1, 2, 3. Rồi, bây giờ mình mời tất cả các gia đình cùng vào chụp hình chung với nhau một tấm nha. Đó, nãy giờ hả, các gia đình chụp hình đẹp quá nhưng mà chưa có tấm nào chụp chung với nhau mà hả, hài hước hết, cho nên bây giờ mình vô chụp chung với nhau một tấm rồi đó mà. Vui vẻ nha. Trang nghĩ là về cái thể hiện của Niền ngày hôm nay nó cũng khá là ổn. Cũng ra dáng chị nè, rồi cũng hòa đồng với mọi người. Và quan trọng hơn hết là Niền kết bạn được. Bây giờ nha, mặc dù bây giờ là quay gần hết ngày rồi nhưng mà năng lượng vẫn còn. Mọi bé một tính cách mà thấy bé nào cũng dễ thương hết. Mà thích nhất là bé Bona. Bona, với lại hôm nay mọi người gặp gỡ nhau á, các bé rất là hòa thuận luôn á. Cổ động nhau nè, rồi ôm nhau nè, nắm tay nhau nè, tuyệt vời. Mặc dù là
Ngọc Mai mấy ngày nay không có được khỏe như mọi người nghe cái giọng là thấy đó. Nhưng mà mình vẫn cảm thấy là có những cái mà mình cũng vượt qua được ấy. Thì mình thấy là một cái chương trình nó rất là ý nghĩa như vậy, để mà mình lưu lại những cái kỷ niệm cho gia đình cũng như là cho con của mình sau này á. Những cái người lớn và những cái bậc phụ huynh á, giống như là nhận được cái năng lượng của các bé nó truyền đến, tự nhiên cái mình vui hẳn, mình yêu đời hẳn, và mình nhìn những đứa con của mình á, mình thấy nó đáng yêu vô cùng. Vì lấy mốt cho nên được nhường nè, vì lấy mốt cho nên là cũng được mọi người tập trung chú ý, quan tâm chăm sóc, cũng rất là thương nhường nhịn. Ba mẹ ở đây cũng nhỏ nhất cho nên là cũng được anh chị chỉ bảo và yêu quý rất là nhiều. Wow. I think it's just interesting to see how other parents are going through the challenges of raising children and keeping them entertained and keeping them occupied and keeping them calm. And so I guess that's reassuring in a way, you know you're doing the right thing. It was nice, relaxing, fun day. Chuyên gia tới đây. Chúng ta một lần nữa có thể thấy được cái tinh thần hợp tác, tương trợ nhau của tất cả các gia đình. Từ cái việc là giúp đỡ cho những em bé nhỏ mà chưa có hợp tác lắm với bộ đồ của mình, giống như là cô Ngọc Mai đã giúp cho Bona như thế nào. Rồi đến các cái việc là các em bé chia sẻ đồ để cho đúng với lại sở thích của nhau, chứ không phải là giành giật nhau để có được cái thứ mà mình muốn. Thì cái tinh thần đồng đội và tinh thần chia sẻ, quan tâm lẫn nhau của các gia đình lại một lần nữa được thể hiện qua cái thử thách này. Nó rất là đáng quý. Rồi cả nhà mình bây giờ tạo dáng vui nhộn nha cả nhà. Rồi. 1 2 3. Bye. Yeah. 1 2 3 cười. Bye. 1 2 3. Bye. Bye. Cười lắm em, cười lên, cười lên nè con. Nhìn chú. Nhìn chú. Rồi, cho chú vô chú chụp cùng tám với con. Vô. Đây. Rồi. Muốn qua đây á. Đây mình quay nữa là đó. Chú chú dùng. Rồi, mình chụp cái nhân tám nha. Và cuối cùng, buổi chụp hình bất ổn cũng đã kết thúc trong tiếng cười, để lại nhiều khoảnh khắc ngộ nghĩnh, đáng yêu và tất nhiên là cả đôi phần hơi bất ổn. Đây chắc chắn chính là những bức ảnh lưu giữ kỷ niệm đẹp khó phai trong tuổi thơ của các con và kể cả trong ký ức của ba mẹ nữa. Rồi, và không biết hôm nay năm gia đình của mình hôm nay thấy có vui không ạ? Dạ vui. Vui quá. Và chú hy vọng là buổi gặp gỡ ngày hôm nay cũng như là buổi chụp hình này sẽ là một trong những kỷ niệm thiệt là đáng nhớ và lâu phai trong lòng tụi con nha. Mà sau này khi nào lỡ kỷ niệm nó có hơi phai chút xíu á, mình lật mấy tấm hình này ra mình coi lại là mình sẽ nhớ lại một ngày hôm nay mình có thiệt là nhiều niềm vui được không? Và thử thách lớn khôn mùa 2 tập ngày hôm nay cũng đã kết thúc rồi. Hẹn gặp lại mọi người vào lúc 19:30 tối thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7 cùng với Thử thách lớn khôn. Ở tập tiếp theo, khi năm bạn nhỏ đã dần trở nên thân thiết với nhau hơn, thì cùng đoán xem các bé sẽ cùng nắm tay nhau vượt qua các lớp học đặc biệt của chương trình như thế nào? Liệu sự bất ổn có còn kéo dài đến các lớp học hay không? Tất cả những điều thú vị này sẽ có ở tập 4 Thử thách lớn khôn mùa 2, được phát sóng vào lúc 19:30 thứ 6 ngày 16 tháng 12 năm 2022 trên kênh HTV7. Chỉ cần mạnh mẽ chút thôi, một chút nữa thôi. Lớn khôn.